Trong kiến trúc, không gian ánh sáng là thứ không thể thiếu cho mỗi ngôi nhà. Sự chan hòa của nắng, cảm nhận được màu xanh từ các giác quan luôn mang đến cho con người ta một sức sống và hạnh phúc tột đỉnh. Để thực hiện quyết tâm chinh phục không gian ánh sáng thiên nhiên đó, năm 2010, Kara Group đã quyết định thành lập công ty cổ phần thế giới cửa châu Âu, mang cả thế giới đến ngôi nhà của bạn. Với các dòng sản phẩm, cửa nhôm kính, cửa nhựa lõi thép, vách tăm kính, mặt dựng tường kính được nhập khẩu từ châu Âu. Với kinh nghiệm tâm huyết của người chèo lái con thuyền Kara Windows, cùng với sự động viên ủng hộ toàn diện của các thành viên đồng sáng lập, đã giúp sức cho Kara Windows vượt qua được khó khăn thăng trầm của thị trường trong áp lực cạnh tranh ngày càng mạnh để tồn tại phát triển đến ngày nay. Kara Windows chúng tôi bắt đầu ngày mới bằng những động tác thể dục để rèn luyện cơ thể dẻo dai, trái tim và khối óc tỉnh táo, sẵn sàng chào đón cho một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Với tầm nhìn trở thành công ty sản xuất và cung cấp cửa hàng đầu trong nước, đem đến những sản phẩm tốt nhất đến tận tay người tiêu dùng, cùng sứ mệnh của Kara là cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng trước và sau bán chuyên nghiệp, hướng đến và tìm kiếm vật liệu thân thiện với môi trường, mang lại không gian sống xanh, sạch, mở ra một tầm nhìn mới. Thực hiện 4 giá trị cốt lõi là chất lượng, sáng tạo, thân thiện, đáng tin cậy. Để có được nền tảng sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao, ổn định ngay từ ngày đầu thành lập, Kara Windows đã xác định rõ trọng tâm đầu tư dây chuyền đồng bộ từ châu Âu, đặc biệt những máy chủ chốt tự động hóa cao, được nhập từ hãng Elumatech. Để đáp ứng tiến độ, độ chính xác và năng suất lao động, Kara Windows đã đầu tư hệ thống đồng bộ thiết kế báo giá, thiết kế sản xuất, quản lý tem mã vạch, kho hàng bằng phần mềm chuyên dụng Raw Workshop nhập khẩu từ châu Âu và phần mềm chuyên dụng sản phẩm cao cấp dành riêng như Tech Design cho nhôm Techno Cộng hòa Pháp, Orga Data cho nhôm Wake Cộng hòa Liên bang Đức. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng luôn là nhiệm vụ hàng đầu mà công ty đặt ra. Do đó cần phải có sự kết hợp giữa máy móc sản xuất, dây chuyền công nghệ hiện đại và đội ngũ chuyên viên kỹ thuật, công nhân tay nghề cao. Kara Windows luôn hiểu rằng yếu tố con người là chìa khóa tạo dựng thành công. Vì vậy, các kỹ thuật viên Kara Windows luôn được các chuyên gia hãng đào tạo trực tiếp và kiểm tra nghiêm ngặt, đặt yêu cầu trước khi bắt tay vào triển khai công việc. Đội ngũ công nhân sản xuất lành nghề luôn luôn chủ động và nắm bắt rõ yêu cầu và mục tiêu chất lượng cần hoàn thành sản phẩm và quản lý chất lượng xuyên suốt. Kara Windows áp dụng ISO 9001-2015 vào quản lý sản xuất, đồng thời triển khai chương trình 5S để đảm bảo hoạt động giám sát theo dõi, đánh giá chất lượng kết quả công việc được kiểm tra nghiêm túc, tự giác. Với Kara Windows có khẩu hiệu chất lượng sản phẩm là bộ mặt của chúng ta, môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng là tính cách của chúng ta. Kara Windows, giá trị đích thực. Kara Windows với các công đoạn sản xuất được chi tiết hóa sản phẩm luôn được kiểm soát chặt chẽ từng bước sản xuất, đảm bảo chất lượng cao nhất. Do đó chúng tôi luôn tự tin cam kết chất lượng, độ an toàn và ổn định của từng sản phẩm. Với giá trị cốt lõi, chất lượng, sáng tạo, thân thiện, đáng tin cậy, bằng sự phấn đấu cống hiến tận tâm dành cho khách hàng của tập thể Kara Windows, giờ đây Kara Windows đã tạo dựng nên nhiều công trình tầm cỡ như công trình Tràng An Complex tại địa chỉ số 1 Phùng Trí Kiên, Hà Nội, chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư toàn cầu Tràng An, thuộc GP Invest với các sản phẩm vách mặt dựng, cửa nhôm, làm trang trí, cửa cuốn, cửa tự động, và đặc biệt là hệ thống cửa cho biệt thự liền kề sử dụng với nguyên liệu được nhập khẩu từ châu Âu. Quy mô dự án gồm 3 tòa nhà cao tầng với gần 1.000 căn hộ, 31 biệt thự liền kề, tòa 14 tầng dịch vụ văn phòng cho thuê và dịch vụ cao cấp và trường mẫu giáo Tràng An. Dự án có tốc độ triển khai thần tốc, tốc độ hoàn thiện đồng bộ. Tràng An Complex đã được Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vinh danh tại lễ trao giải Giải thưởng Quốc gia Bất động sản 2018 là dự án đáng sống nhất. Dự án hiện tại chúng tôi đang đứng đây là đã đi vào hoạt động được 2 năm nay. Nó là một trường học trong cái cụm khu của chúng tôi đang xây dựng. Thì cái khu vực chúng tôi đang xây dựng đây nó chia thành nhiều giai đoạn. Trước đây thì là một 3 khối nhà chung cư và một khối văn phòng. Thì 3 khối nhà chung cư này có chiều cao từ 25 đến 30 tầng và một khối nhà văn phòng là khoảng từ 13 đến 14 tầng. Hiện tại ở dự án thì chúng tôi có một số các hạng mục chính như sau là vách kính, vách nhôm kính, cửa nhôm kính và cửa đi tự động hoặc cửa cuốn. Nó có 4 hạng mục chính.
Sau khi làm việc với nhà thầu nhôm kính ấy, thì tôi có 3 cái đánh giá chính như sau. Thứ nhất là nhà thầu rất là chuyên nghiệp và cơ bản. Nhà thầu đang áp dụng các cái công nghệ mới tiên tiến nhất ở trên thế giới và của các nước Đức và Pháp. Tại dự án trường học đây thì đang áp dụng công nghệ của Đức và được đánh giá phản hồi từ các quý phụ huynh cũng như là học sinh gửi ở đây thì là tương đối tốt, và bằng chứng là hiện tại là trường học đã đi vào hoạt động được 2 năm và số lượng học sinh là hiện tại là 300 cháu. Cái thứ hai, cái ý thứ hai đó là về mức độ chuyên nghiệp của nhà thầu. Nhà thầu tuy là nhà thầu tương đối là cũng không phải là nhà thầu lớn, nhưng mà nhà thầu về cách quản lý và chi phối về mặt quản lý chất lượng, những tiến độ của dự án thì rất là chuyên nghiệp. Các cán bộ và đội ngũ lãnh đạo rất là chỉnh chu trong công tác, quyết liệt trong công tác thực hiện các cái dự án của chúng tôi. Cái vấn đề thứ ba nữa là về chất lượng của dự án thì nhà thầu luôn hướng đến cái mục tiêu mà chủ đầu tư gắn liền với hiệu quả công việc. Ví dụ như hiện tại sắp tới thì chúng tôi cũng đang dự kiến là sẽ lựa chọn nhà thầu Cara Windows cho cái dự án chúng tôi sang triển khai là 249 Thiệu Khê, là dự án là Condotel sát ngay Hồ Tây. Thì nhà thầu cũng đang đưa lên phương án và các cái kế hoạch sắp tới để xin lựa chọn cái giải pháp về công nghệ sao cho phù hợp nhất. Bên cạnh đó phải kể đến dự án tòa nhà trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cho thuê tiêu chuẩn 5 sao gồm 26 tầng với 3 tầng trung tâm thương mại, 5 tầng khách sạn, 17 tầng căn hộ và Sky Bar Phoenix Tower tọa lạc tại trung tâm ngã 6 Bắc Ninh do chủ đầu tư là công ty cổ phần Tông Sen Bắc Ninh. Đây cũng là thử thách vô cùng to lớn với Cara Windows trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt. Bên mình là chủ đầu tư của công ty cổ phần Bông Sen Bắc Ninh, tòa nhà Phoenix Tower nằm tại vị trí ngã 6 của thành phố Bắc Ninh. Thì là trước khi quyết định là đi đến chọn phần nhôm kính thì là tôi trực tiếp đi khảo sát một số đơn vị ở trong miền Bắc này, là cũng đi được khoảng đến 15 đơn vị, và tôi đã quyết định là đến đơn vị Cara Windows. Tôi chọn sản phẩm và đến thăm công ty của công ty Cara Windows, là tất cả anh em về sản phẩm và sản xuất chất lượng tốt và sạch sẽ gọn gàng, và để tin tưởng để lắp vào cái tòa nhà của tôi. Điều may mắn với Cara Windows khi chủ đầu tư có rất nhiều kinh nghiệm điều hành trong sản xuất, đã có tiêu chí kiểm tra chấm thầu công tâm, không phải giá thấp nhất là đơn vị trúng thầu, đã tạo điều kiện và cơ hội cho Cara Windows thể hiện mình trong giải pháp kỹ thuật, chi tiết nguyên vật liệu và cam kết chất lượng sản xuất. Cara Windows kỳ vọng đây sẽ là bước tiến lớn phát triển dự án ở khu vực phía Bắc, chứng minh được năng lực cạnh tranh và khả năng đáp ứng. Không riêng cái gói thầu nhôm kính mà tất cả các gói thầu của cái dự án Phoenix Tower này, khi mà phát hành cái hồ sơ mời thầu thì chúng tôi đều xây dựng một cái bộ tiêu chí kỹ thuật cụ thể trên cái cơ sở là cái định hướng mục tiêu của chủ đầu tư xây dựng công trình là một trung tâm công trình, là trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao và căn hộ chung cư cao cấp. Những cái tiêu chí cụ thể của dự án đều được xây dựng trên cái cơ sở cái bộ tiêu chí chung mà trên cái thị trường xây dựng hiện nay áp dụng cho các công trình 5 sao đối với khách sạn cũng như là căn hộ chung cư cao cấp. Trên cái cơ sở là cái hồ sơ mời thầu đối với gói thầu nhôm kính mà chúng tôi đưa ra, thì khi chấm thầu các gói thầu thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái hồ sơ chào thầu của nhà thầu nhôm kính Cara là đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí kỹ thuật của chúng tôi đưa ra. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giá chào thầu của nhà thầu rất hợp lý. Cái thứ ba là trong cái quá trình trao đổi thảo luận với nhà thầu, đặc biệt là các vấn đề về mặt kỹ thuật, về biện pháp thi công, thì nhà thầu thể hiện cái sự nghiên cứu rất là nghiêm túc và kỹ lưỡng trong cái quá trình thiết lập hồ sơ chào thầu, cũng như là sự chuyên nghiệp trong quá trình xây dựng bài chào. Các chi tiết khó cũng như là cụ thể đều nhà thầu mà khi được chủ đầu tư hỏi thì nhà thầu đều trả lời một cách rõ ràng, rành mạch và đáp ứng được cái kỳ vọng của chủ đầu tư. Cái chính vì thế mà trải qua hơn ba chục cái hồ sơ chào thầu của gói thầu này, thì cuối cùng nhà thầu nhôm kính Cara đã được chọn là nhà thầu thi công gói thầu này. Không những với cao tầng, Cara Windows cũng đã tham gia vào dự án thấp tầng có yêu cầu chi tiết kỹ thuật cao như dự án Minori 67A Trương Định, Hà Nội của chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển dự án toàn cầu, vun đắp và dành chọn tâm huyết sau hơn 10 năm phát triển dự án bất động sản GP Invest
kiến tạo Minori Village, một không gian sống êm đềm, sang trọng, độc đáo nằm giữa trung tâm thành phố. Minori trong tiếng Nhật nghĩa là gieo trồng, Minori Village. Mong ước sẽ là nơi ươm những mầm xanh bình yên cho tâm hồn và cuộc sống, là nơi những hạt mầm hạnh phúc luôn đơm hoa kết trái. Tại đây, chủ đầu tư đã quyết định đồng ý cho Kara Windows cung cấp sản phẩm cửa nhựa lõi thép nhập khẩu châu Âu, đồng bộ với khu biệt thự và liền kề. Với độ tinh xảo và tỉ mỉ trong công tác thiết kế và quyết định vật liệu, Kara Windows đã được trải nghiệm một quy trình đắt giá, chọn lựa khắt khe nhất, từ màu sắc đặc trưng đến chi tiết kỹ thuật. Dự án TMS Grand City Phúc Yên của tập đoàn TMS với quy mô 18,57 hectare, với sản phẩm gồm 315 căn nhà phố thương mại, 478 căn liệt kề và 25 biệt thự hướng hồ cảnh quan, là dự án tiêu biểu về tốc độ hoàn thành, với thời gian ngắn thể hiện năng lực tài chính của chủ đầu tư cũng như nhà thầu. Sau giai đoạn 1 hoàn thành, Kara Windows đã cho thấy được kinh nghiệm tổ chức thi công đồng loạt, kiểm soát tiến độ đáp ứng yêu cầu cho các dự án tương tự. Ngoài ra, Kara Windows cũng đã bàn giao và đưa vào sử dụng những dự án từ năm 2011 đến năm 2013, như dự án Namdo Complex 609 Trương Định, Hà Nội. Chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư kinh doanh toàn cầu với quy mô 4 tòa tháp 28 tầng với gần 1.000 căn hộ, sử dụng sản phẩm nhôm kính và cửa nhựa lõi thép liên kề với cao tầng, được Kara Windows bàn giao năm 2013, và khối biệt thự liên kề thấp tầng giai đoạn 2 vừa được Kara Windows triển khai và hoàn thiện năm 2018. Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường tọa lạc tại bãi biển Hoàng Tiến với 72 biệt thự song lập được tiếp giáp trực tiếp hướng biển, với môi trường khắc nghiệt, nồng độ muối cao đã là thử thách cho sự ổn định của sản phẩm Kara Windows. Dự án được Kara Windows bàn giao năm 2012. Một số dự án tiêu biểu khác như Sunshine Place của tập đoàn Sunshine với hạng mục gần 1.000 vách tắm kính, Bệnh viện Ung bướu Hương Việt 34 Đại Cổ Việt với quy mô 80 giường bệnh sản, dựng sản phẩm nhôm kính và cửa nhựa lõi thép, tòa nhà phòng học đa năng Đại học Lao động Xã hội với quy mô 17 tầng cùng rất nhiều các biệt thự cao cấp tại Vinhome, Ecopark sử dụng sản phẩm nhôm cao cấp Techno và Huex. Với quy luật phát triển thăng trầm của thị trường xây dựng, sự cạnh tranh khốc liệt trong những năm gần đây cùng thời kỳ bùng nổ thông tin thời đại 4.0, Kara Windows nhận thấy đã đến lúc cần phải kiện toàn hơn nữa, cần phải đi sâu hơn nữa, cần phải tập trung vào giá trị cốt lõi kiên định với mục tiêu đã đặt ra, chất lượng sản phẩm là sự sống còn của doanh nghiệp. Chính từ đây, Kara Windows đã bước tiếp và gây dựng được uy tín trên thị trường, được kết nạp là hội viên Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam và hợp tác thành công với các đối tác nhà cung cấp lớn trên thế giới như Huex, Cộng hòa Liên bang Đức, Techno, Cộng hòa Pháp, Disney, Vương quốc Bỉ và nhiều đơn vị nổi tiếng khác. Sẽ là cơ hội để Kara Windows đa dạng dịch vụ phục vụ khách hàng cao cấp. Với mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, ngay từ ngày đầu thành lập Kara Windows, chúng tôi đã đầu tư máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại đến được nhập khẩu từ châu Âu, đặc biệt là Elomatic từ Đức. Với sự đa dạng của thị trường trong sản phẩm nhôm kính và cũng là một sự phức tạp trong cạnh tranh, Kara Windows chúng tôi đã xác định cần phải đi đầu, đi mạnh và đưa đến cho khách hàng những sản phẩm với tiêu chí tiêu chuẩn cao. Chúng tôi đã hợp tác và là đối tác chính của hãng Huex từ Đức và hãng Techland từ Pháp. Chúng tôi cũng đồng bộ hóa dây chuyền máy móc công nghệ, các công cụ sản xuất và phần mềm từ các hãng để phục vụ và cung cấp ra thị trường những sản phẩm đạt tiêu chuẩn của hãng cũng như là mang lại cho khách hàng những giá trị sản phẩm bền vững và lâu dài. Trên con đường phát triển, Kara Windows đã được ghi nhận với những giải thưởng nhà thầu thi công xuất sắc, top 100 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn, giải thưởng Quốc vàng triển lãm xây dựng Việt Build. Với tinh thần năng động trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi, Kara Windows hoạt động với tôn chỉ chất lượng, sáng tạo, thân thiện, đáng tin cậy. Kara Windows, giá trị đích thực.